Thủ tướng điều tra hai vụ cháy nhà ở Hà Nội và Bắc Giang làm 7 người chết. Trong ngày 16 tháng 6, liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nhà dân tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội và phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang gây hậu quả nghiêm trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả và triển khai giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy nổ. Thời gian qua, chính phủ, thủ tướng đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, trong ngày 16 tháng 6, liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nhà dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 7 người chết. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân và gia đình người bị nạn. Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bắc Giang tổ chức thăm hỏi chú đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, gia đình người bị nạn. Hai địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, cần ra soát, phân loại có ngay giải pháp hữu hiệu về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ, nhất là nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ, dứt khoát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho người dân, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn. Khẩn trương soạn thảo, trình thủ tướng ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy nổ đối với các đối tượng cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ nhà cho thuê nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh phương tiện thiết bị sử dụng điện người đứng đầu chính phủ lưu ý xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và để xảy ra các vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo chỉ đạo thanh tra kiểm tra giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác cảnh báo nguy cơ cháy nổ nhất là những ngày nắng nóng tiếp tục tuyên truyền kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy kỹ năng thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp cho học sinh sinh viên trẻ em trong thời gian nghỉ hè với hình thức phù hợp ngành điện phân công cán bộ đi từng ngõ gõ từng nhà kiểm tra hướng dẫn người dân quản lý sử dụng điện an toàn khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách không đúng yêu cầu của nhà sản xuất góp phần hạn chế cháy nổ do điện gây ra Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở Định Công Hạ làm 4 người chết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa yêu cầu Giám đốc Công an thành phố điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, tổ chức cá nhân liên quan đến vụ cháy nhà ở Định Công Hạ làm 4 người chết. Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa có công văn yêu cầu Sở, Ngành và Quận Hoàng Mai tập trung giải quyết khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại Định Công Hạ. Theo đó, khoảng 18 giờ 22 phút ngày 16 tháng 6 xảy ra vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Sau khi đám cháy được khống chế, qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể. Trước sự việc trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố phối hợp cùng Chủ tịch quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, giao giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy theo quy định. Ngoài ra, ông Lê Hồng Sơn còn giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện của thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, những đơn vị liên quan vận động, tuyên truyền các hộ gia đình và hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh tự trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm để phòng ngừa sự cố giảm nguy cơ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong tại Định Công Hạ. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động chữa cháy và cứu nạn khi hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 6 tầng trên phố Định Công Hạ tối ngày 16 tháng 6. Vụ cháy lớn khiến 4 người tử vong. 18 giờ 45 phút ngày 16 tháng 6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại số 207, phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngôi nhà bị cháy cao 6 tầng, một tùm, kinh doanh thiết bị bếp, sơn nhà. Trong đó, từ tầng 1 đến tầng 3 dùng để kinh doanh, tầng 4 trở lên dùng để ở. Khi lực lượng cứu hỏa tiếp cận, tầng 6 của tòa nhà vẫn ngùn ngụt, ngụt lửa cháy. 20 giờ 15 phút, cảnh sát tiến hành đập kính tại tầng 6 để tìm hướng tiếp cận. Việc quây kín kính ban công tầng 6 khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ngay khi nhận được tin báo, công an thành phố đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an thành phố, công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm với gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy đến hiện trường. Ngôi nhà nằm ngay mặt đường Định Công Hạ nên công tác cứu hỏa được triển khai nhanh chóng, các xe chuyên dụng có thể tiếp cận sát hiện trường. Hơn 21 giờ, các xe cấp cứu vẫn chưa tiếp cận được với nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Có thêm hai xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 21 giờ 50 phút, các nạn nhân được cuốn chăn đưa ra xe cứu thương rời khỏi hiện trường. Theo công an thành phố Hà Nội, qua tìm kiếm sơ bộ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phát hiện 4 thi thể trong đám cháy tại phố Định Công Hạ. 22 giờ, rất nhiều người vẫn tập trung gần đó để theo dõi diễn biến vụ việc. Người dân chứng kiến cho biết khi phát hiện khói lửa bốc ra từ ngôi nhà thì đã chi hô mọi người ứng cứu. 23 giờ, hiện trường đám cháy được lực lượng chức năng phong tỏa. Hiện giám đốc công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, công an quận Hoàng Mai phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ công an khẩn trương điều tra vụ việc. Đồng thời, công an thành phố tham mưu cho thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành có liên quan phối hợp Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Ngôi nhà xảy ra cháy ở Định Công Hạ, Định Công Hoàng Mai, Hà Nội là nhà ở kết hợp kinh doanh, từ tầng 1 đến 3 dùng để kinh doanh, tầng 4 trở lên để ở, hàng hóa xếp kín cổ thang. Khoảng 18 giờ 22 ngày 16 tháng 6, hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà trên làm 4 người thiệt mạng. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, khói đen lan khắp căn nhà cao 6 tầng một tùm. Một số người đang bán hàng từ tầng 1 đến 3 của căn nhà đã nhanh chóng chạy ra ngoài, còn bốn người bị mắc kẹt ở tầng cao. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phải điều động 12 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Nhiều mũi tiến công vây hãm lửa cũng được triển khai. Tuy nhiên khi đám cháy được khống chế, các lực lượng đã phát hiện bốn thi thể gồm bà NMH sinh năm 1971 và ba cháu nhỏ NDDs sinh năm 2013, NTA sinh năm 2018, NDK sinh năm 2022. Vì tầng 1 và 2 của ngôi nhà chật kín hàng hóa, gồm sơn, keo, máy bơm, vật liệu xây dựng nên gây khó khăn cho việc thoát nạn và công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Theo người dân sinh sống tại đây, bên trong nhà có một hệ thống thang máy và thang bộ, tuy nhiên ở lối thang bộ cũng xếp kín hàng hóa. Ông Bùi Xuân Thái, chuyên gia của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam cho biết phần lớn các nhà ở kết hợp kinh doanh hiện nay đều tận dụng cầu thang mặt tiền nhà hoặc các tầng thấp để làm nơi để hàng hóa. Việc sắp xếp hàng hóa kín cầu thang, tầng nhà, vô hình chung đã bịt lối thoát nạn sinh tử của nạn nhân, ông Bùi Xuân Thái nói. Cũng theo ông Thái, người dân cần lưu ý các vấn đề khi xây dựng và bố trí đồ đạc sinh hoạt, cần đảm bảo bố trí đủ hai lối thoát nạn, gồm cửa ra vào chính và lối thoát nạn khẩn cấp bên trên, như lối ra ban công, lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái, ông nhấn mạnh các hộ dân cần trang bị bình chữa cháy sách tay trong nhà đặt ở nơi thuận tiện dễ thấy dễ lấy và mọi thành viên đều sử dụng thành thạo nếu có điều kiện thì trang bị hệ thống báo cháy sớm thang dây dây hạ chậm mặt nạ phòng khói trong nhà tuyệt đối không cất chữ hóa chất dễ cháy nổ không để các hàng hóa vật dụng đồ dùng dễ cháy gần nguồn lửa nguồn nhiệt bố trí đồ đạc vật dụng trong nhà một cách khoa học để không làm cản trở các lối thoát nạn trong nhà ông thái khuyên cáo